À, kính thưa quý vị, tôi đang ở Tập Sơn, Trà Cú của tỉnh Trà Vinh. Thì đây là một đối tượng dịch hại mới, nó gây hại trên cây cây có múi. Cụ thể đây là cái cây bưởi, cây bưởi. Đây là nó ăn ăn rổ lá như thế này. À, cái gần nhóm ốc của cái họ ốc sên rất là nhiều ha. Ở đây nó chồi đây nè, ăn trụi lá hết. Đây mẹ anh đang ăn nè ha. Đó, đây. Đó, anh núp đây. Đây nữa, ba con. Đây là những con ốc đang gây hại. Không? Khủng khiếp. Giờ anh gây hại để anh đeo nè, trên da cây ha, để trên da cây và ngay cả là những cái lá ủ dưới. Rất là nhiều ha, rất rất nhiều. Đây nè, anh ăn cả đọt bông của cái bưởi luôn ha. Với cái trái non nhiều khi nó lên ăn cái bông luôn á, nó leo lên ăn cái bông với trái non luôn á. Quá trời.